Nhận định soi kèo Hà Nội FC với Sài Gòn FC, 17 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2021, chỉ còn cách nhóm được tham dự vòng Championship đúng 3 điểm. Hà Nội FC đang rất cần những điểm số. Thế nhưng trước hết, họ sẽ phải vượt qua được Sài Gòn FC trong trận đấu tới đây. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Phong độ của Hà Nội FC trong khoảng thời gian gần đây đang là tương đối bất ổn. Điều này có thể thấy rõ thông qua thành tích của đội bóng thủ đô. Trong 5 lần gần nhất ra quân tại đấu trường V-League, đoàn quân của huấn luyện viên Park Jong-hyun chỉ có được vỏn vẹn 1 chiến thắng, nhưng lại có tới 4 trận thua. Phía bên kia chiến tuyến, phong độ của Sài Gòn FC cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bằng chứng là trong 5 lượt đấu gần nhất góp mặt tại đấu trường V-League, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng chỉ có được vỏn vẹn 2 chiến thắng, nhưng lại có tới 2 trận thua và 1 lần phải chia điểm. Kèo châu Á Hà Nội FC với Sài Gòn FC, Bình Định đang là sự lựa chọn tương đối xương sầu dành cho các bet thủ. Trong 8 trận gần nhất, người chơi đầu tư vào đội bóng này đã có tới 6 lần thua kèo. Bên cạnh đó, đặt cược cho Viettel cũng không cho thấy là sáng nước hơn là bao. Khi tính trong 6 kèo đấu gần nhất, người chơi đặt cược cho họ đã có được 5 lần nở niềm vui chiến thắng. Kèo tài xỉu Hà Nội FC với Sài Gòn FC, 2.25. Những trận đấu gần nhất của Hà Nội FC đang là điểm đến lý tưởng dành cho dân chơi cược xỉu. Khi trong 5 kèo đấu gần nhất của đội bóng này, người chơi đặt xỉu đã ăn tiền đến 4 lần. Phía bên kia, 7 trên 10 trận đấu gần nhất của Sài Gòn FC, người chơi đặt xỉu nở niềm vui. Sau 12 lần chạm mặt nhau, số bàn thắng mà hai đội bóng ghi được là 41, trung bình một trận có 3.41 bàn. Theo chuyên gia, trận đấu tới đây sẽ không nổ tài.